bản tin trưa gồm những sự kiện sau lính trung quốc tình nguyện cho nga muốn về nước nga nhận lỗi từ phòng không về thiệt hại ở bengorod nga làm suy yếu viện trợ của pháp cho ukraine hoa kỳ bắn chìm ba xuồng houthi tấn công tàu hàng kinh doanh bình đựng cho cốt ở trung quốc bùng nổ trung quốc miệt thị ứng cử viên tổng thống đài loan Triều Tiên cảnh báo chiến tranh không thể tránh khỏi. Nghị sĩ Italia bị chỉ trích vì nói sứ mệnh của phụ nữ là sinh con. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Phạm Dương xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin trưa của kênh 60 giây tinh hoa vào thứ hai ngày mùng 1 tháng 1 Phạm Dương xin chúc quý vị một năm mới 2024 tràn đầy hạnh phúc và ấm áp cùng với tất cả những người thân yêu xung quanh mình. Ngay sau đây, như thường lệ, vẫn là những bản tin về tình hình chiến sự tại Ukraine cùng với những bản tin tổng hợp những tin tức nổi bật trong những ngày đầu tiên của năm mới. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, một đoạn phim mới cho thấy Ukraine đã sử dụng hai Mars do phương Tây cung cấp để nhắm mục tiêu vào một khẩu pháo tự hành m s của Nga đang cố gắng ngụy trang. Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ và được cho là của lực lượng đặc biệt của nước này quay ở bên trái hoặc bờ phía đông của sông Dnipro đang chảy qua vùng Kherson ở phía nam của Ukraine. Truyền thông Kyiv đã tuyên bố như sau, không thể thoát khỏi HIMARS của Ukraine. Như đã biết, Hoa Kỳ đã cung cấp 39 hệ thống HIMARS được gọi là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao cho Ukraine trong các gói viện trợ quân sự trước đây. Các quan chức của Kyiv đã ca ngợi tác động từ HIMARS kể từ khi chúng đến đất nước bị chiến tranh tàn phá vào hồi tháng 6 năm 2022. Đoạn clip ngắn xuất hiện cho thấy M-STAR-S đã di chuyển qua một khu vực nhiều cây cối rậm rạp trước khi dừng lại dưới một tán cây và cuối cùng vẫn bị bốc cháy. Đoạn video có vẻ được quay bởi một UAV trinh sát của Ukraine. Kyiv thường sử dụng UAV để trinh sát và nhắm mục tiêu cùng với các thiết bị như pháo cơ động cao hai mass. Ukraine đã giành được nhiều thắng lợi ở Kherson trong cuộc phản công đầu tiên vào cuối năm ngoái, tiếp tục gây áp lực lên các hệ thống phòng thủ của Nga ở bờ đông, thiết lập các điểm kiểm soát tại các làng như Krynky trong vài tháng qua. Theo viện nghiên cứu chiến tranh ISW, quân đội Ukraine vẫn duy trì các vị trí ở bờ đông và không có thay đổi nào về tiền tuyến trong khu vực kể từ thứ Bảy. Lực lượng Nga đang cố gắng đánh bật các đơn vị của chúng tôi khỏi các vị trí ở tả ngạn của sông Dnipro, lực lượng của miền nam Ukraine cho biết vào hôm Chủ nhật. Vào đầu tháng, quân đội Moscow đã cho biết lữ đoàn bộ binh hải quân số 810 thuộc hạm đội biển đen của Nga đã thực hiện sự thay đổi căn bản trong chiến thuật và triển khai vũ khí hóa học ở quanh làng Krynky, khu vực Kherson, kể từ giữa tháng 12. Lữ đoàn này cho biết họ đã thử nghiệm thành công việc thả lựu đạn K-51 từ UAV tấn công xuống các vị trí của Ukraine ở bờ đông. Viện nghiên cứu chiến tranh cũng cho biết lựu đạn khí dung K-51 có chứa CS gas, một loại hóa chất thường được sử dụng để kiểm soát đám đông bạo loạn. Một quan chức của Ukraine nói với đài CNN vào hồi đầu tháng 12, binh lính Nga ở miền nam Ukraine đã sử dụng một dạng khí độc là CS để chống lại đội quân của Kiev cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hóa học trong suốt cuộc chiến tại nước này. Một cố vấn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, hồi đầu năm nay, Ukraine đã sử dụng loại vũ khí như vậy xung quanh ngôi làng Soleda đổ nát ở phía đông và tại thành phố Bakhmut bị phá hủy mà không đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này. Trong khi đó, Nga cho biết cũng có những người nước ngoài tham gia chiến đấu trong lực lượng quân đội Nga. Một trong số đó là chiến binh tình nguyện người Trung Quốc có tên là Zhao Rui. Nhưng vừa qua có thông tin cho biết người Trung Quốc này đã thiệt mạng. Zhao Rui, 38 tuổi, đã bị trúng bom từ UAV ở hướng Zaporizhia khi đang bảo vệ lợi ích của Nga trong cuộc chiến chống lại nhà nước Ukraine cái chết của gieo rui đã khiến một lính đánh thuê trung quốc khác hiện là tôn thụy kỳ là người bạn của gieo rui đã nhờ đại sứ quán của trung quốc giúp đỡ với hy vọng chấm dứt hợp đồng với quân đội nga tuy nhiên đại sứ quán trung quốc đã tuyên bố sẽ không can thiệp vì đó là hành vi cá nhân của anh ta hiện tại tôn thụy kỳ đã quay phim và cầu cứu sự giúp đỡ từ cư dân mạng trung quốc trên cả nước yêu cầu chấm dứt hợp đồng lính đánh thuê với quân đội nga và được trở về quê hương để phục hồi sức khỏe anh ta nói rằng hiện đang bị cảm nặng mà không hề có sự hỗ trợ y tế, tuy nhiên phía chính quyền Trung Quốc đã hoàn toàn im lặng. Thưa quý vị, lực lượng vũ trang của Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào những mục tiêu quân sự trên lãnh thổ của Liên bang Nga vào ngày 30 tháng 12. Nhưng do kết quả hoạt động kém của lực lượng phòng không Nga nên dân thường cũng đã phải chịu thiệt hại. Những mảnh vỡ của các UAV đã rơi xuống các tòa nhà dân cư, khiến hơn 100 dân thường đã bị thương thống đốc của vùng Bengorod là Vyacheslav Vladkov cho biết, cuộc tấn công đã làm hư hại hơn 100 phương tiện, hầu hết trong số đó bị đốt cháy hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Một số lượng lớn cơ sở thương mại, bao gồm các cửa hàng, cửa hiệu và trung tâm thương mại cũng bị phá hoại. Bộ Quốc phòng của Nga cho biết, cuộc tấn công vào Belgorod có liên quan đến việc sử dụng bom chùm, đó là loại vũ khí đã bị hơn 110 quốc gia cấm sử dụng theo một công ước của Liên Hợp Quốc vào năm 2008 vì chúng gây nguy hiểm nghiêm trọng cho dân thường. Ngay sau vụ việc, các kênh Telegram của Nga đã lan truyền một thông tin cho rằng tất cả đó là lỗi của Ukraine vì lực lượng phòng vệ Ukraine đã ném bom vào dân thường Liên bang Nga. Một trong những kênh Telegram đã viết Chính quyền của Kiev đã thực hiện tội ác này chính là đang cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những thất bại ở mặt trận đồng thời kích động chúng ta thực hiện những hành động tương tự. Tuy nhiên cuối cùng sau vài giờ đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc ông Nebenzia đã đưa ra một tuyên bố chính thức như sau: Nếu không có lực lượng phòng không Nga làm việc, đơn giản là sẽ không có thương vong cho dân thường. Thưa quý vị, theo các tài liệu của Điện Kremlin cũng như các cuộc phỏng vấn với các quan chức an ninh châu Âu cũng như các chính trị gia cực hữu, Nga đang tăng cường nỗ lực nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine. Sự điều động và mối quan hệ của Điện Kremlin với một số đảng cực hữu trên khắp châu Âu, bao gồm cả ở Pháp, đang khiến các quan chức của châu Âu lo ngại trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới, là những người đứng đầu bộ phận chính sách đối ngoại của EU. Ông Joseph Boro đã lưu ý cuộc bầu cử sắp tới có thể nguy hiểm như cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Theo tài liệu của Điện Kremlin, một quan chức trong chính quyền của ông Vladimir Putin là Sergei Kiryanko đã chỉ đạo cho các nhà công nghệ chính trị của Điện Kremlin thúc đẩy bất hòa chính trị ở Pháp thông qua một mạng lưới xã hội nhằm vào các nhà chính trị gia cũng như các nhà lãnh đạo có quan điểm ảnh hưởng tới nhà nước hoặc các nhà hoạt động dân chủ ở Pháp. Mục tiêu của Moscow là là làm suy yếu mọi sự ủng hộ dành cho Ukraine và làm suy yếu quyết tâm của NATO. Các tài liệu cho thấy nỗ lực này tương ứng như những can thiệp tương tự tại Đức, nơi mà Điện Kremlin cố gắng tìm các liên minh ở nước ngoài. Giám đốc Viện quan hệ quốc tế của Pháp là Thomas Goma đã lưu ý khả năng xuất hiện những tài khoản thân Nga trên mạng xã hội và tỷ lệ tán thành của các đảng cực hữu của Pháp đang ngày càng gia tăng. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, sáng ngày 31 tháng 12, quân đội Hoa Kỳ cho biết họ đã đánh chìm 3 tàu tấn công và một tàu container ở Biển Đỏ khi họ đang thực hiện sứ mệnh tuần tra nhằm chống lại các mối đe dọa từ phiến quân Houthi ở Yemen. Một số thủy thủ đoàn thiệt mạng, chiếc thuyền thứ tư đã trốn thoát. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ Sencom cho biết Máy bay trực thăng từ hai tàu chiến Hoa Kỳ USS Eisenhower và USS Gravely đã bắn vào các thuyền nhỏ Houthi do Iran hậu thuẫn để tự vệ, trong khi đáp lại cuộc gọi SOS từ tàu Max Hàng Châu mang cờ Singapore. Tuyên bố của Sencom cho biết thêm, khi các trực thăng Hoa Kỳ đáp trả, họ cũng bị các tàu Houthi tấn công. Đây là vụ tấn công thứ hai được cho là của Houthi nhằm vào Mesk, Hàng Châu trong vòng chưa đầy 24 giờ. Vào tối muộn ngày 30 tháng 12, Sencom cho biết họ đã bắn hạ hai hỏa tiễn đạn đạo do người Houthi bắn khi đáp trả một cuộc tấn công hỏa tiễn riêng vào Mesk, Hàng Châu sau các cuộc tấn công, hãng vận tải khổng lồ toàn cầu Musk, công ty sở hữu tàu cho biết họ sẽ tạm dừng hoạt động ở Biển Đỏ trong 48 giờ, nêu bật mối đe dọa tiếp tục đối với các tàu thương mại trong khu vực. Thưa quý vị, gần đây, người dân ở nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục nói với phóng viên của tờ báo Epoch Times rằng nhiều thanh niên xung quanh họ đột ngột qua đời, việc kinh doanh bình đựng tro cốt đang bùng nổ một nhà sản xuất bình đựng tro cốt đã sản xuất hơn 50.000 chiếc bình trong nửa đầu năm nay. Anh Dương, công nhân tại một nhà máy sản xuất bình đựng tro cốt ở Trung Quốc Đại Lục cho biết, trong đợt dịch này, số người bị nhiễm nhiều y như trong đợt bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán cách đây 3 năm. Người lớn và trẻ em đều nhiễm, bệnh viện chật kín bệnh nhân, nhiều người đã chết. Bản thân anh ấy cũng đã bị nhiễm bệnh từ hai ngày trước. Anh tiết lộ, trước đây mình làm đồ nội thất, nhưng giờ đã chuyển sang làm bình đựng tro cốt. Nhà máy nơi anh làm việc hiện có hơn 100 công nhân. Anh cho biết thêm, năm ngoái có hơn 50.000 chiếc bình đựng cho cốt đã được sản xuất, nhà kho còn có hơn 50.000 chiếc. Nửa đầu năm nay không đủ bình để bán, một tháng hơn 10.000 bình, làm không sởi. Ông Văn, nhân viên y tế ở Giang Tô cho biết, quê ông ở nông thôn có rất nhiều người đột tử, họ thường không có vấn đề gì về thể chất, không có bệnh lý tiềm ẩn và không có triệu chứng và luôn là những người rất khỏe mạnh. Về nguyên nhân đột tử, ông cho biết, trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19, chính phủ bắt người dân phải tiêm vaccine. Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng cái chết này có liên quan đến vaccine ngừa COVID. Thưa quý vị, Trung Quốc cáo buộc ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan, ông Lại Thành Đức là người phá hoại hòa bình sau khi ông Lại nói rằng chủ quyền và độc lập của hòn đảo này sẽ do người dân sinh sống tại đây quyết định. Ông Lại Thanh Đức hiện là cấp phó của lãnh đạo Đài Loan đương nhiệm Thái Anh Văn, đồng thời là ứng viên của đảng Dân Tiến DPP. Trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 1 sắp tới tại vùng lãnh thổ này, các ứng viên lãnh đạo Đài Loan đã tham gia tranh luận trong chương trình được tường thuật trực tiếp trên truyền hình vào hôm 30 tháng 12. Trong tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày 30 tháng 12, Văn phòng Đài Loan Sự vụ thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho rằng, ông lại đã để lộ bộ mặt thật của mình cáo buộc ông là người đứng đầu ủng hộ Đài Loan độc lập cũng như là nhân tố phá hoại hòa bình ở eo biển Đài Loan. Theo Reuters, lập trường của DPP là chỉ có người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của họ. Cả bà Thái và ông lại đều từng nhiều lần đề nghị đàm phán với chính quyền Trung Quốc nhưng đều bị từ chối. Trong cuộc tranh luận bầu cử vào hôm 30 tháng 12, ông lại tái khẳng định rằng ông sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc đại lục nhưng cũng nhấn mạnh rằng chủ quyền và độc lập của Đài Loan thuộc về 23 triệu dân tại đây, chứ không phải Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 12, truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA tuyên bố, nước này sẽ phóng 3 vệ tinh do thám mới, chế tạo do AV quân sự và tăng cường kho vũ khí hạt nhân vào năm 2024. Khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, chính sách của Hoa Kỳ là khiến chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Ông Kim chỉ trích qua Washington trong những nhận xét dài dòng kết thúc năm ngày họp của đảng cầm quyền, nhằm đặt ra các mục tiêu chính sách kinh tế, quân sự và đối ngoại cho năm tới. Hãng KCNA đưa tin, ông Kim nói như sau, Vì những động thái liều lĩnh của kẻ thù nhằm xâm lược chúng ta, việc chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào trên bán đảo Triều Tiên là điều hiển nhiên. Ông ra lệnh cho quân đội chuẩn bị bình định toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc, bao gồm cả bom hạt nhân nếu cần thiết để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào. Bài phát biểu của ông Kim diễn ra trước các cuộc bầu cử quan trọng ở cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết, họ sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới khi Triều Tiên tiếp tục tiến hành nhiều vụ thử hỏa tiễn bị cấm theo lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ nghị viện Ý Lavinia Menoni đã bị các đảng đối lập chỉ trích khi cho rằng phụ nữ trẻ nên xem việc sinh con là ưu tiên hàng đầu. Bà Menoni nói, mẹ tôi luôn bảo tôi rằng con phải nhớ mình có cơ hội làm bất kỳ điều gì mình muốn, nhưng không bao giờ được quên mong muốn hàng đầu của mình phải là làm mẹ. Menoni là ba mẹ ba con thuộc đảng cánh hữu anh em Italy của Thủ tướng Giorgia Meloni đảng này đang nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh và mô hình gia đình truyền thống đồng thời hạn chế các cặp lgbt nuôi con phát biểu được đưa ra trong một chương trình trò chuyện trên truyền hình cùng một tổng giám mục công giáo bà đã đề nghị các tổ chức của italy và vatican nên có biện pháp khuyến khích thanh niên kết hôn sớm và sinh con bà khẳng định đó là một điều cần thiết và có thể nói đó là một sứ mệnh thật là một điều tốt đẹp đối với những người phụ nữ khi đưa những đứa trẻ đến với thế giới này đó là những công dân tương lai, những người Italy tương lai. Thượng nghị sĩ Raffaella Baita thuộc đảng theo chủ trương ôn hòa Viva đã chỉ trích lời của bà Menoni, tuyên bố quan điểm này là lạc hậu và lỗi thời. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin trưa đến đây xin được phép tạm dừng. Phạm Dương hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.